Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình lên cho anh em một vài bộ dàn anh em nhé. Vẫn là theo series bộ dàn thôi, tại vì cái đồ lẻ bây giờ mình mà lên cho anh em nó nhiều quá rồi, thành ra nó hơi loãng. Mình sẽ lên cho anh em những cái bộ dàn để anh em có thể mua về phát là chơi Tết được ngay. Và ngày hôm nay thì mình lên toàn những cái dàn gọi là khá ok anh em nhé. Cái video của mình hiện tại là đang ở trên kênh của Audio 89, và cái tên của mình là Tuấn anh em nhé. Số điện thoại của mình ở trên video là 0976663776, và số điện thoại của bạn Luân ở ngay bên cạnh là 0965673502. Và hôm nay thì đầu tiên ở video mình sẽ thanh lý nốt mấy cái ví cho anh em nhé. Một vài con ví. Con ví này đều là những cái dòng ví cầm tay và anh em có thể đeo được cả thắt lưng. Đây, con này nó ngon đỉa đeo. Và tất cả đều da xịn, anh em nhìn da miếng nó cắt thành miếng thế này. Anh em nhé, da miếng, tất cả đều là da miếng, da bò và sờ rất là sướng. Đây, con này thì là cái hàng lưu kho bên Nhật về nên là nó vẫn còn mới cứng em nhé. Con này có 1, 2, 3, 4, 4 ngăn tất cả. Đấy, và phía sau có một con đĩa đeo, chất da bò sờ cực kỳ ok em nhé. Con này để điện thoại các thứ đều được. Bạn Luân ra đây tôi ướm người cái. Bạn Luân ở đây ướm vào người thì anh em dễ tưởng tượng hơn anh em nhé. Người mẫu. Đây, nó đeo vào thắt lưng nó sẽ như thế này anh em nhé. Đấy, thắt lưng đeo vào sẽ như thế này. Đấy, anh em đi chơi, đi bời hoặc là đi cái gì cực kỳ tiện, có thể để tiền trong này, để đồ trong này, sạc điện thoại, để điện thoại đầy đủ hết ở trong này được anh em nhé, đỡ bị phồng túi quần các kiểu, ok chưa? Và hiện tại con ví này thì mình xin phép thanh lý cho anh em là cũng chỉ có 300.000 thôi anh em nhé. 300.000 cho một con da tuyệt đối như này, da bò 100%, không pha một tí nào của da PU hết, mà 100% da bò, da thật hết anh em nhé. 300.000. Và tiếp đến ở đây thì là một con túi đeo ngang, anh em thể nhìn thấy cũng là một con túi đeo ngang, cũng là dòng lưu kho bên Nhật. Đây, cũng có đai đeo ở đây. Đấy, đai đeo ở đây. Có 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn thì anh em thấy đây, khóa cực kỳ trơn tru luôn, và hàng là hàng mới tinh cho qua sử dụng anh em nhé. Nó là hàng mới tinh cho qua sử dụng đây. Bạn Luân thử đeo ngang vào cho anh em nhìn cái. Đấy, nếu mà đeo vào nó sẽ như thế này anh em nhé. Có đĩa luôn đeo vào đây. Rồi mình sẽ mở ngăn ra cho anh em. Bên trong này toàn bộ các lớp chống nước đều có. Anh em thì nhìn cái thứ da bên trong này đây. Thứ da cực kỳ luột luôn anh em nhé. Rất là dày và cam kết là da xịn 100%. Đấy, những cái da xịn thì nó không rồi nó bo cái mép này vào anh em nhé, nó cắt thẳng luôn để nó may luôn, chứ bình thường giả da máy này nó bục ngay anh em nhé. Và cam kết xịn 100%. Con này thì mình cũng để thanh lý cho anh em, chỉ có 300.000 thôi anh em nhé. Có hai loại, một loại ngang và một loại dọc như mình đã giới thiệu. Và cuối cùng thì ở đây thì là một con túi ví Hermès, ví cầm tay Hermès anh em nhé. Dòng gọi là dòng của chủ tịch, Luân cầm hộ tớ cái. Luân cầm đây. Dòng này là dòng ví chủ tịch anh em nhé, ví chủ tịch. Thì con này nó có kèm cái dây đeo ở đây. Thì con này là con Hermès, nhưng mà Hermès pha ke thôi anh em nhé. Chất da thì sờ cực kỳ ok. Đây, anh em nhìn cái mặt bên này đây. Luân cầm một tớ cái mặt bên này thì nó có một cái ngăn ở bên ngoài này, là ngăn để điện thoại anh cực kỳ tiện anh em nhìn này. Bật ra phát, đây cái nút bấm vào đây, nút điện thoại vào đây, để được 13 Pro Max, 14 Pro Max để thoải mái luôn anh em nhé. Những cái điện thoại to nhất bây giờ để cũng vừa. Và đây nó chỉ có một ngăn chủ chính ở đây thôi. Luân mở cái ngăn chính ra thôi, tôi gái. Đây, ngăn chính đây. Đây, vẫn một cái miếng lót ở bên kia nó vẫn còn nguyên đây. Tức là cái ví mới tinh chưa sử dụng anh em nhé. Các cái ngăn ở bên trong này nó rất là nhiều. Đây, có một ngăn khóa phụ trợ bên trong nữa, để phục vụ anh em để những cái đồ quý hiếm anh em nhé. Rất là ok. Đấy. Rồi. Chất da sờ được sướng luôn. Sướng, mềm. Da này cực kỳ mềm luôn. Và nó có cái quai đeo anh em nhé. Quai đeo này anh em luôn vào cổ tay đi cầm nó đỡ bị rơi. Đấy. Mềm mịn. Chất của ví này là con ví này như thế. Và hiện tại cầm đây. Cho bạn luôn, bạn cầm anh em nhìn nó có đúng da dáng gọi là người có tiền không? Rất giống người có tiền đúng không? Bánh tráng luôn anh em. Rất giống người có tiền. Kẹp lách cũng được nha. Đấy. Và con này hiện tại bây giờ thì lúc trước mình để là cho anh em là 650.000 nhỉ. Mà mình chỉ còn một cái duy nhất mình thanh lý cho anh em là 550.000 anh em nhé. Đúng một cái. 550.000 và đúng một cái duy nhất luôn. Rồi. Ok, và bây giờ tiến vào những cái bộ dàn ngày hôm nay mình giới thiệu đến anh em. Thì đầu tiên như anh em nhìn thấy ở đây là một cái bộ dàn chung 4 thớt của thằng Sansui. Bọn Sansui thì nó rất là đẹp anh em nhé. Mặt nó mặt nhôm toàn bộ cái dàn quay nước ở đây, nếu mà chạy nhạc thì nó cực kỳ đẹp luôn. Cái thớt dưới này thớt ở cùng dưới cùng thớt âm ly này. Cực kỳ nhiều chế độ tùy chỉnh âm thanh ở đây anh em nhé. Rất nhiều chế độ chỉnh âm thanh ở đây. Anh em lấy một chút đây, equalizer các kiểu này. Đấy. Equalizer các kiểu, chế độ equalizer này, đấy, clear này. Úi giời. Equal free 2 này, free 2 là chỉnh bằng tay thôi anh em, thì tùy chỉnh cái nút ở đây này. Thường thì mình cứ để cho nó cái chế độ bình thường thôi. Equal 2 này. Có lỗ cắm mic anh em nhá. Mic và phone đều được mạ vàng hết, cực kỳ đẹp. Đấy, con này đúng volume nó cũng có một cái đèn ở đây.
và các cái chế độ tùy chọn các cổng ở đây. Đấy, có chế độ direct anh em nhé, suộc direct này. Đấy, Pro Logic này anh em mình, khi mà anh em mình muốn nghe hai kênh nhé, con này nó hai loa thì anh em mình chọn là chế độ đúng chỉ có hai loa thôi thì nghe nó sẽ mới hay được anh em nhé. Đây, hai kênh chuẩn phục vụ để nghe nhạc. Đấy, anh em nhìn thấy biểu tượng loa đây này, nó hiện như thế. Tiếp đến bên trên này là cái thớt CD anh em nhé. Thớt CD con này thì chạy cái mắt 210A. Nó rất là lành và cực kỳ nhỏ mắt thay thế anh em nhé. Rất là lành luôn. Mắt 210A nó là cái tiền thân của dòng mắt 213 sau này ra. Cái tiền thân của dòng này thì cũng cực kỳ ngon. Tiếp đến bên trên là thớt FM. FM thì mình chưa dò thử xem nó có đủ 1.8 không. Mình sẽ dò thử cho anh em xem nhé. FM này. Keo tun linh à. Con này dò ở đâu đây. Tham xét. Rồi cái này để lúc nào mà mình có thời gian mình sẽ dò thử cho anh em nhé. Chứ còn bây giờ thì mình cũng không có thời gian. AM, FM này đấy. Đấy anh em thấy không? FM show luôn này. Dò đài này về anh em tự nghiên cứu cho mình. Mình cũng không có thời gian nghiên cứu nhá. Nói chung là đây là cái thước tuner. Đấy. Còn tiếp đến bên trên cùng này là cái thước MD anh em nhé. Và MD này tiền thân của dòng H7 nó sẽ không có thớt MD anh em nhé. Và bên này bên Nhật nó đã ghép sẵn cái thớt MD của thằng 7N vào rồi. Đấy anh em nhìn cái thớt MD của thằng 7N. Và con này có thể là đọc ghi MD cực kỳ ngon và có cả giải mã luôn anh em nhé. Giải mã con này giải mã cần mồi. Tiếp bên này thì là cặp loa Sansui 3N anh em nhé. Nó sử dụng con bát là con bát 16cm anh em nhé. Màng carbon cực kỳ ngon, bên trên là con chép giấy của thằng Sansui. Và Sansui nó vẫn không hổ danh, nó là cái con ông vua của cái dòng nhạc vàng, nhạc xến anh em nhé. Nghe nó cực kỳ hay luôn, một tí mình sẽ mở cho anh em xem. Đây, cặp loa là công suất 65W một chiếc và trở khá là 6 ohm, thùng vách thì rất là đẹp. Công suất âm ly ở phía sau này. Luôn đây, quay ra đỡ hộ tớ tí. Quay cái này hơi khó nhỉ. Kéo cho tôi kiểu gì mà tôi nhìn được phát thớt hộ tôi ở bên thớt âm ly. Đây, dịch cái ra tí này. Đây luôn này bạn ấy, nói thật anh em là sức khỏe vô địch luôn, riêng một lúc bạn ấy chơi hai em được cả cấp luôn. Đây, kẹp loa đây anh em nhé, kẹp loa 6 ohm nó ghi rõ đây này. Các cái đường tín hiệu này là xuất ra surround này, nếu mà anh em có một cặp loa có surround thì có xuất ra cái đường tín hiệu này này. Đấy, âm ly của nó thì công suất là 125W và điện nguyên bản 100V anh em nhé. Các cái đường tín hiệu vào ra ở phía bên này, này. Đấy, hơi khuất một tí, thớt CD nó chỉ có cáp này thôi và có một cổng quang ao của thớt CD này. Đấy, bên trên là cái thớt AM FM để phục vụ anh em kết nối này, các cổng tín hiệu vào ra rất là nhiều anh em nhé, rất là nhiều, và anh em có thể kết nối trên này cũng được hoặc kết nối ở cái thớt MD trên này này. Đấy, MD 7N này anh em nhìn, con này cực kỳ hiếm luôn anh em nhé, riêng cái thớt này cực kỳ hiếm. Anh em nào mà bán thớt rời này, bình thường cái thớt này đã là 2 triệu cái thớt của cái thớt Sansui 7N rồi. Luôn đẩy vào tớ cái để tớ thử chất âm cho anh em nghe. Con này thì cực kỳ ngon và mình thấy đánh giá nó là một con dàn rất là hay. Và hiện tại giá cho cả cái bộ này thì mình đang để cho anh em giá là 6.500.000, 6 triệu tròn anh em nhé, xin lỗi nha. 6 triệu tròn cho một cái bộ Sansui 4 thớt rời này. 6 củ tròn và chất âm mình sẽ mở cho anh em nghe rất là hay luôn. Đây, mình sẽ play thử nhạc nhé. Sáng và mình đánh giá Sansui là một trong số những cái mã dàn mà nghe nhạc vàng, nhạc xến nó là vua luôn, rất là hay anh em nhá. Và con này thì nó có cái dàn quai chỉnh, anh em nhìn nó bao nhiêu cần đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cần quai anh em nhá, để anh em thể tùy chỉnh được. Đấy,
Tùy chỉnh này thì anh em phải chọn vào chế độ, xong anh em mình dùng cái phím mũi tên này này, anh em đều hướng anh em chỉnh. Và combo này mình để cho anh em giá chỉ có 6 củ thôi anh em nhá, 6 củ cho một bộ dàn Samsung 4 thớt. Tiếp đến bên này thì là một cái con dàn rất là VIP thằng Sony. Anh em nhìn thấy con này Sony là Sony S7 anh em nhá. Anh em nhìn thấy nó hay không? Con này anh em nhìn tưởng chừng nó là 2 thớt nhưng thực ra nó là 1 thớt thôi anh em nhá. Bên trên này thì nó là cái khay đĩa DVD, anh em nhìn thấy khay đĩa DVD. Đấy, nó tự động gập ra gập vào. Con này nó có cái cổng gọi là Super Audio CD. Đấy, cái chuẩn Super Audio CD cho chất lượng CD rất là cao và đọc cả đĩa DVD luôn anh em nhá. Đĩa DVD và CD con này đọc đều tốt. Các cái phím điều hướng thì nó ở hết bên trên mặt trên này, này. Đấy. Và lấy tuner này, MD này, CD này và các cái tùy chỉnh chọn cổng ở trên này, tất này volume chỉnh bằng nút chứ không phải là bằng lúm anh em nhá. Và bên dưới này, như anh em nhìn thấy cái ở bên dưới này thì nó có bao gồm một cái màn hình này, màn hình hình tròn. Khi anh em đóng cửa vào nhá thì nó hiện màn hình hình tròn, nhưng khi anh em mở ra này. Đấy anh em thấy không? Mở ra thì nó sẽ chuyển thành cái màn vuông. Đóng vào này anh em nhìn. Đấy nó thành màn tròn luôn. Nó là một cái dòng cực kỳ cao cấp của thằng Sony và mình đánh giá con này là một con rất là VIP anh em nhá. Giá xuất xưởng nó siêu cao luôn và nó có cả nét MD anh em nhìn. Có cả nét MD luôn. Còn với cặp loa con này thì như anh em nhìn thấy ở đây thì nó bao gồm mỗi bên loa là 3 đường tiếng, bao gồm hai con bass anh em nhé, hai con bass chuẩn luôn. Màng thì màng carbon, gân gân thì gân cao su rất là mềm. Bên trên là con chép siêu tần của Sony và chất âm của con này thì rất là hay luôn. Nếu mà về mini và mà mình đánh giá là cái chất âm của bọn mini thì con này nó xếp ở top cửa trên anh em nhé. Đây rất là đẹp, dàn rất là đẹp, tem Nhật vẫn còn nguyên này. Anh em nào mà cần hỗ trợ gì có thể gọi cho số điện thoại bên Nhật này, gọi thẳng công ty nó anh em nhé, gọi thẳng công ty mà dàn nó không hay mắng luôn. Riêng bọn chăm sóc khách hàng của mấy bọn này mình gọi được anh em nhé, nhưng mà phải có việc mà mình quốc tế ưa thì mới gọi được. Cặp loa nó đây anh em nhìn đây, cặp loa nó chỉ thấy ghi là chở khá là 6 ohm thôi. Bình thường những cặp loa mà 2 bát thế này thì công suất nó sẽ vào khoảng tầm 70W một cặp, một chiếc một cặp sẽ là 140W anh em nhé. Đây mình ước lượng thôi. Đây phía sau luôn, đây quay tôi cái âm ly ra, cái phía sau của âm ly này thì con này đó, con này bên đây. Anh em nhìn đấy, dàn con này đẹp góc cạnh luôn anh em ạ, đẹp rất là đẹp luôn. Phía sau này đây là chân cắm loa anh em nhé, đây là kẹp antenna FM này, các cái đường optical in và out đầy đủ phục vụ em giải mã 24 bit, là các đường line in line out bên ngoài và các cái cổng xuất video. Anh em nhìn có một quạt tản nhiệt ở phía sau anh em nhé, giữ cho nhiệt độ ổn định và luôn luôn mát. Công suất của cục dàn là 70W và điện nguyên bản 100V và con này có giải mã 24 bit luôn anh em nhé, cực kỳ hay. Để luôn lại hạ xuống thì mình sẽ mở thử chất âm cho anh em nghe. Con này thì gần như là không có điểm chê. Và bình thường con này lúc trước thì giá nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3,2-3,5 triệu cho cái bộ này. Và hiện tại trên video này thì để cân luôn. Trên video này thì mình xin phép để cho anh em giá chỉ có 2,8 triệu thôi. Mắt bạn Luân mà hơi lag, xếp loa vãi trưởng thật. Cả bộ là 2,8 triệu cho bộ Sony S7 anh em nhé. Sony S7, anh em nhìn này, SE7 xin lỗi anh em, Sony SE7. Play thử nhạc cho anh em nhé. Play. Ủa, bộ này căng luôn. Anh vào đi, anh uống nước tí, cho em tí. Anh em nhá, bộ này 2,8 triệu. Đấy. Tiếp bên này. Chờ em quay nốt video tí. Bên này anh em nhìn đây là cái bộ dàn Victor. Victor này là Victor S77WMD anh em nhá. Con này thì CD nó chạy CD 3 đĩa nhưng hiện tại bây giờ nó kén đĩa rồi anh em nhá. Coi như bỏ, nhưng con này bù lại nó có cái giải mã 24 bit. Anh em nhìn này. AUX này, digital giải mã 24 bit chuẩn và có thể kết nối điện thoại máy tính TV qua cái cổng 3.5 anh em nhé. Con này như anh em nhìn thấy thì nó có một cái cặp, nó sử dụng cái con loa bass 14 cm màng carbon, bên trên là con chép siêu tần. Cả
cặp loa được khá đẹp và thuộc cái dòng size lớn của bọn mini anh em nhé, khá là to. Đây phía sau, công suất của loa là 50W và trở kháng là 6 ohm. Đấy. Bộ này thì siêu nặng luôn, nó là cái dòng size lớn của bọn mini rồi, gần to bằng dàn chung luôn anh em nhé, gần to bằng dàn chung. Và phía sau đây, quay phía sau cho anh em xem. Đây các cổng kết nối này, đây là kẹp anten FFM, con này đủ 108 luôn này, kẹp các thiết bị bên ngoài và cổng optical in phục vụ giải mã dưới này anh em nhé, ở phía bên dưới này. Nó hơi khó nên mình không quay được. Đây. Âm ly công suất là 80W và điện nguyên bản 100V, bên kia kẹp loa đánh loa từ 6 đến 16 ohm. Con này thì nói chung là đánh được căng rồi, mình mở thử cho anh em nghe nhé. Và cái bộ này bây giờ bên mình chỉ để cho anh em có 1,5 triệu thôi anh em nhé, 1,5 củ cho cái mã này. Đấy. Ok chưa? Loa bass 14cm, cần cao su vẫn còn nguyên, màng carbon rất là đẹp, thụt hơi mặt trước. Rồi, thì đấy là mấy bộ dàn. Tiếp đến bên này thì là mấy cái cục giải mã anh em nhé, giải mã kim âm ly. Thì anh em nhìn bên trên này là cái con rất là VIP, là con Onkyo N7X, một trong số những cái mã rất là cao cấp của thằng Onkyo. Bên trên là chạy 2MD này, bên dưới chạy đĩa CD này, công nghệ DOA Link băng tần WIDAT độc quyền, màn hình xanh huyền thoại luôn. Con này đánh bass 25 thoải mái anh em nhé, rất là căng. Và giải mã 24 bit chuẩn khá là hay, đẳng cấp luôn. Đây phía sau anh em nhìn, công suất là 46W, điện nguyên bản 100V này, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm này, súp điện ao này, kẹp anten này, và các đường line in line out và đầy đủ, và optical in phục vụ giải mã 24 bit anh em nhé, rất là hay. Và con này hiện tại bây giờ thì giá bên mình rất là tốt, bên mình để cho anh em có 1,9 triệu thôi anh em nhé, cho con N7X, giá chỉ bằng cục X7A mà nó chất hơn nhiều anh em nhé, chất hơn. Và con này chạy mắt 213 CD rất là lành, cho chất lượng CD cũng khá là cao cấp. Tiếp đến bên dưới là con Onkyo V77, một trong số những cái mã gọi là hết ca hết số của đầu V anh em nhé, MD chạy tốt này, CD chạy tốt này, công nghệ DOA Link. Con này núm của nó là núm kim loại hết anh em nhé, để núm kim loại em nhìn, nhôm bọc nhôm toàn bộ đấy, rất là đẹp. Và chỉ những con cao cấp nó sử dụng cái lưu núm đúc kim loại thôi. Ui giời, con này thì chạy mắt 213 siêu lành luôn, và ghi MD các thứ thoải mái, dò đài FM trực tiếp trên mặt, FM đủ 108 em nhé, cục dàn thì khá là đẹp. Phía sau, công suất 55W, điện nguyên bản 100V, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm đấy, súp điện ao này, optical in phục vụ giải mã 24 bit này, kẹp anten này, các đường line in out và đầy đủ anh em nhé. Và con này hiện tại bây giờ, lúc trước là 1,7 triệu thì bây giờ mình chỉ để cho anh em có 1,5 triệu thôi anh em nhé. V77 1,5 triệu. Tiếp đến bên dưới cùng thì là một cái con mà ngày xưa anh em rất thích chơi, nó là cái con Denon MA3, một trong số những cái mã gọi là VIP của thằng Denon rồi. Con này chơi MD này, chơi CD này, chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt anh em nhé. Đây, bát chép trực tiếp trên mặt, chế độ direct. Và con này ghi MD thì cực kỳ ngon luôn, anh em nào thích chơi MD thì chơi con này rất là ngon. Có cổng PC interface nữa anh em nhé, để kết nối máy tính nhận hình sao cạc này, rất là tiện lợi. Con này, con này mặt nó mặt gương, anh em nhìn nó soi gương được. Đây cục dàn khá là đẹp. Phía sau, công suất là 55W, điện nguyên bản 100V đấy, súp điện ao này, kẹp loa đánh loa từ 6 đến 16 ohm, kẹp anten. Con này đủ 108 FM luôn anh em nhé, các đường line in line out vào đầy đủ này. Có optical in để phục vụ em giải mã 24 bit, và có cái cổng USB để anh em kết nối máy tính nhận hình sao cạc, tương đương sao cạc rời gần 5 củ anh em nhé, khá là ngon. Và hiện tại con này thì mình xin phép để cho anh em giá là chỉ có 2,2 triệu thôi anh em nhé, 2,2 triệu cho con Denon MA3, có cổng USB để anh em kết nối máy tính nhận hình sao cạc luôn, CD thứ đọc bass 213 rất là lành và cực kỳ ngon. Và dòng này giải mã 24 bit trực tiếp từ Smart TV xuống thì siêu hay luôn, cục dàn nặng gần 10 cân anh em nhé, rất là nặng. Rồi ok, ngày cái video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi.
và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc em có một buổi tối bên gia đình thật vui vẻ.